Xin kính chào các bạn, hiện bây giờ là 9 giờ 8 phút sáng thứ ba. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2021. Đang chuẩn bị đi tới quán cà phê ở dưới đầu đường lấy ly cà phê sữa đá cho lấy giùm cho đứa con trai. Hiện tại nhiệt độ ở ngoài là 37 độ F, chạy nhầm là 3 độ C. Thì đối với những cái người mà người ta sống quen ở vùng lạnh á, 3 độ C thì nó cũng bình thường thôi, mặc áo lạnh vào. Khi nào mà trời có tiết á, trơn trợt đá tiết đổ thì cái đó nó ảnh hưởng. Còn mà nhiệt độ 3 độ C á, bình thường, giống như hiện tại bây giờ là mình không có cảm thấy kiểu như rung và phanh tay cầm cập, tại vì mình sống ở vùng lạnh quen đó các bạn. Rồi mình mặc đồ ấm vô. Nếu mà tính ra theo nhiệt độ ở bên Việt Nam á, hiện tại á, là 3 độ C, chạy ra 37 độ F của bên Mỹ. Quay cảnh không gian thời gian ngày thứ 3 cho các bạn, chia sẻ giải trí cho các bạn xem cảnh của buổi sáng thứ 3. Ở nước Mỹ á, có 50 tiểu bang. Thì đối với những cái người mà người ta sống tại nước Mỹ á, tại ở trong cái vùng, ở cái tiểu bang mà người ta ít có đi đây đi đó đó, thì người ta không có cái cảm nhận là 50 tiểu bang á. Mặc dù nó có đường xá cao tốc, cơ sở hạ tầng nó tương tựa quán xá như là McDonald's, Burger King đồ, mấy cái nhà chủ nhà hàng á, cà phê, Starbucks, Dunkin đồ, thì nó giống như nhau. Cũng như chẳng hạn như bây giờ ở bên Việt Nam đi, các bạn đi khắp cả nước Việt Nam thì các bạn thấy cà phê Highland, cà phê Trung Nguyên. Nhưng mà nói về cái văn hóa đó, Đà Nẵng á, thì nó khác với lại Nha Trang, khác với lại Sài Gòn. Kể cả cái tiếng nói, cái phát âm, cái văn hóa của địa phương, cái ẩm thực nó cũng đều khác. Thì ở nước Mỹ nó tương tự như vậy đó. Ở bên tiểu bang của mình thì nó có cái ẩm thực riêng, rồi nó có cái văn hóa riêng, nó cũng có những cái tiếng nói riêng. Chẳng hạn như ở bên Việt Nam đi, có nhiều vùng á, người ta dùng ngày xưa đó, mình nhớ đó, ở lúc còn ở Việt Nam á, người ta dùng những cái từ giống như từ của địa phương đó, giống như còn lâu, còn xa đồ, những cái danh từ của cái địa phương. Thì ở bên Boston này cũng vậy. Người Mỹ ở bên Boston á, đặc biệt là cái giới trẻ đó, khi mà họ nói cái tiếng địa phương đó, là họ hay dùng cái chữ giống như là nhiều quá, khủng quá đó, thì họ dùng cái từ là wicked, là giống như khủng quá, kinh khủng quá, nhiều quá, cái đó nhiều quá, cái đó dữ tợn quá, thì họ dùng cái từ wicked. Mà cái từ này á, ở mấy cái tiểu bang khác người ta không có dùng, chỉ có ở bên Boston, tiểu bang của mình, người ta dùng. Thì nếu mà các bạn đi khắp 50 tiểu bang á, là các bạn biết nó y chang như là 50 cái quốc gia, y chang như ở bên châu Âu. Mà các bạn đi qua Hungary, các bạn qua bên Đức, các bạn đi qua bên Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, thì ở bên Mỹ nó cũng tương tự vậy á. Mặc dù nó nói là tiểu bang này, tiểu bang kia, tiểu bang nọ, nhưng mà
Nhưng mà 50 cái tiểu bang á, nó y chang như là 50 cái quốc gia vậy đó. Ok, bây giờ mình bước vô mình lấy ly cà phê xong rồi. Trên đường lái xe về nhà đó, chia sẻ cho các bạn thêm ít câu nữa giải trí ngày thứ ba hôm nay. -37°F chạy ra là 3°C mà mình mặc áo lạnh vô á, ấm hửng à, không có cảm giác lạnh. Đó thì ở bên châu Âu á, các bạn đi từ Đức qua bên Hungary, qua bên Ba Lan, Thái Nhĩ Lan, những cái nước lân cận á, thì các bạn phải xuất trình cái giấy sổ thông hành visa passport rồi gì đó. Còn 50 kiểu tiểu bang của Mỹ á, là các bạn đi tự do thoải mái. Nhưng mà đối với từng tiểu bang á nha, họ không có coi là tiểu bang này là giống tiểu bang kia đâu nha các bạn. Họ xem khác nhau nha các bạn. Đó thì nếu mà các bạn nào mà sống ở bên Texas á, thì các bạn biết ở bên Texas á, nó có một cái văn hóa, đặc biệt là như nói cụ thể như là thành phố Houston đi, nó có một cái văn hóa nó rất là khác hơn ở bên Boston. Cơ sở hạ tầng nó cũng khác hơn ở bên Boston. Thì ở bên Houston, đặc biệt là cái tiểu bang Texas đó, là kinh tế của người ta sống về dầu mỏ, cho nên người ta cần phải bán dầu. Thì khi người ta cần phải bán xăng dầu á, thì người ta phải ưu tiên cho xe cộ. Cho nên ở bên cái môi trường ở bên thành phố Boston á, là nó không có nhiều đường đi bộ, nhiều đường chạy xe đạp, nó không có ưu tiên cho tiếng Mỹ nó gọi là walkable city, là nó không có thuận tiện cho mấy cái người đi bộ, đi xe đạp được nhiều. Nó đặc biệt cho xe ô tô. Đó là cái văn hóa của bên cái bang Texas. Thì cái thành phố Houston á, là cái thành phố của bang Texas, nó khác hơn cái thành phố ở bên Boston rất là nhiều. Ở bên Boston á, thì người ta sống kinh tế về nhờ trường đại học, nhờ ngành giáo dục, nhờ bệnh viện trị ung thư đồ vậy đó. Ai mà bị bệnh nặng ung thư mà khắp ở trên thế giới mà bị bó tay á, là người ta phải đưa đi về bên Boston để trị bệnh. Thì ở bên Boston á, là người ta có cái nguồn thu từ ở bên y tế với ở bên giáo dục, cho nên người ta làm cái thành phố á, là người ta không có dựa vô xăng dầu đó, người ta có cái nguồn thu. Thì ở Boston á, là người ta làm cái thành phố ở thành phố Boston á, là ưu tiên cho người đi bộ với lại ưu tiên cho mấy cái người chạy xe đạp.
Thì nếu mà thật đầu các bạn nghĩ đơn giản, nghe sơ qua đó thì các bạn nói ủa trời ơi, xe đạp mà làm gì mà ưu tiên cho người ta chứ vậy. Nếu mà khi mà các bạn tìm hiểu kỹ đó, thì các bạn thấy nó rất là khoa học và logic. Là bởi vì nếu mà người ta không ưu tiên cho mấy người xe đạp đó, thì ai cũng ùng chạy xe, thì nó sẽ làm vô trung tâm thành phố nó sẽ làm kẹt xe hơn nữa, trễ giờ làm việc công tác cơ quan của người ta đi làm việc như vậy đó, thì họ phải cân bằng ra để họ làm như vậy đó, là mục đích chính đó cũng là giảm cái sự kẹt xe. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn kiểu như mà muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa đó, là các bạn cứ nên đi vào tìm hiểu về cái cơ sở hạ tầng đường cao tốc ở bên nước Netherlands là Thụy Sĩ á, Netherlands. Ở bên đó có một cái cơ sở hạ tầng đứng hàng số 1 ở trên trái đất. Ít kẹt xe mà người lái xe đó thì cũng thoải mái, mà người chạy xe đạp thì cũng ưu tiên, thì người đi bộ cũng rất là tốt. Cho nên tại sao mà người ta lúc nào người ta cũng bầu cho nước Thụy Sĩ là một cái nước đứng hàng đầu số 1 trên thế giới. Đó thì ở bên Boston nó cũng bị ảnh hưởng ở bên châu Âu, là tại vì do thời lập quốc á, là dân ở bên châu Âu người ta đi qua bên tiểu bang của bên Boston rất là nhiều. Đó thì nó cái văn hóa nó cũng ảnh hưởng. Với lại ở khu Dorchester Nam Boston á, là cái dân số của người Ái Nhĩ Lan là người ta cũng từ bên châu Âu người ta qua lập nghiệp ở bên Mỹ rất rất là nhiều. Kể cả ông tổng thống Joe Biden cũng là người gốc Ái Nhĩ Lan, tiếng Mỹ gọi là Ireland. Nói theo tiếng Mỹ là Ireland, còn mà nói theo tiếng Việt Nam của mình là người Ái Nhĩ Lan. Đó là ông tổng gốc của ông tổng thống Joe Biden. Thì ngày hôm nay báo tin tức đồ thông báo đó, ngày hôm nay là ông Joe Biden cùng phu nhân gia đình đáp qua bên thành phố Boston để đi ra cái hòn đảo Nantucket để ăn mừng cái lễ tạ ơn. Ngày hôm nay là ngày 23, thứ ba là ngày hôm nay thì ông tổng thống sẽ đi qua bên Boston của mình để ăn mừng lễ tạ ơn là Thanksgiving. Đó thì nội mà các bạn nhìn so sánh giữa cái thành phố Houston của bên Texas với lại cái thành phố của Boston là các bạn thấy nó một xa một trời một vực, nó khác với nhau. Cho nên không thể nào mà mình nhìn thoáng qua mà mình đánh giá được. Mình không, thì trong cái tiếng Mỹ nó có một cái từ đó là clarity. Clarity là mình nhìn cái sự việc gì đó mà mình không có nhìn thấu á, thì mình chỉ có đón bóng đón gió đó, thì nó không có đúng. Cho nên đối với rất là nhiều người, người ta không có thấu, nhìn thấu, giống như là cái từ clarity đó, thì người ta nói ôi tại sao ở bên tiểu bang Texas tôi đi ra ngoài đường không có đường đi bộ đồ dành cho đường đi bộ đồ, đi điên hồi đó, đạp lên bãi cỏ, đi điên hồi tới chỗ người ta lái xe. Là bởi vì ở bên Houston đó là giống như lúc đầu mình nói đó, người ta sống, người ta dựa về dầu mỏ, cái kinh tế, cái nguồn thu của chính phủ là người ta thâu về xăng dầu nhiều. Thì người ta khi mà người ta thâu xăng dầu nhiều á, là người ta phải cần cái người tiêu thụ dùng xăng dầu nhiều để người ta có cái nguồn thu vô. Đó. Rồi người ta dùng cái tiền chính phủ á, đánh cái thế ở trên cái xăng dầu đó. Người ta lấy cái tiền thế đó đó, người ta xây cơ sở hạ tầng lo cho xã hội đồ này nọ gì đó, trường học đồ, nhà tù đồ vân vân. Đó thì khi mà người ta ưu tiên cho ô tô á, là nó cũng là do về kinh tế, là bởi vì nếu mà không có ưu tiên cho ô tô á, thì cái người sản xuất xe ra người ta bán cũng hơi chậm. Các bạn hiểu không? Rồi xăng dầu người ta cũng mất cái nguồn thu. Đó. Cho nên mọi một cái tiểu bang á,
họ sống mà về cái gì là họ phải ưu tiên về cái đó. Chẳng hạn như ở bên cái bang Florida là người ta ưu tiên về cái gì? Người ta ưu tiên về trồng, về nghề nông, trồng trái cam, trái quýt. Ở bên bang Florida đó là người ta xuất khẩu cam quýt đi trên khắp mọi nơi ở trên nước Mỹ, rồi sang qua Canada, sang qua châu Âu, sang qua nhiều các nước. Trái cam, trái quýt ở bên Florida đó là thế mạnh của họ. Còn cái tiểu bang Maine á, thì họ thế mạnh của họ là tiểu bang Maine á, cách ở Boston mình lái xe 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Họ sống về ngành đánh lobster, nghề nghề biển. Các bạn hiểu không? Còn tiểu bang Hạ Vĩ Y thì sống về cái gì? Sống thì về du lịch. Đó, thì khi mà các bạn nhìn những cái sự việc nó thấu đáo rồi đó thì các bạn dễ thông cảm, dễ hiểu. Cho nên đối với mình thì ở bên trung tâm thành phố Boston là người ta không có ưu tiên cho lái xe, thì đối với mình là bình thường. Khi mình hiểu ra được là mình rất là đồng ý và mình rất là ủng hộ. Là tại vì mấy cái người mà người ta điều hành lãnh đạo ở Boston, người ta có một cái câu nói: chúng tôi xây cơ sở hạ tầng cho thành phố Boston là xây cho con người, chứ chúng tôi không có xây cho xe cộ. Đó là cái khẩu hiệu của mấy người lãnh đạo ở đây. Khi mà các bạn hiểu được cái từ đó, là các bạn biết những cái điều mà họ làm cơ sở hạ tầng là điều làm cho người, con người, tức là ưu tiên. Chẳng hạn như có nhiều cái đoạn đường ngày xưa đó, mấy chục năm trước một bên hai làn xe. Hôm qua đó thì mình nói về cái cầu Cambridge hai làn xe, nhưng mà ở đây mình nói về cái con đường khác. Nó tên là con đường Silver ở cái quận Roxbury. Roxbury là cũng của Boston, nhưng mà tên của cái quận là Roxbury. Thì một bên nó cũng hai làn xe như vậy đó. Bây giờ họ lấy, họ thiết kế lại, họ chỉ có làm một làn xe thôi. Họ lấy một bên đó, họ lấy đi một làn xe, họ lập ra trạm xe buýt và đường xe buýt. Trạm xe buýt có nghĩa là sao? Trên cái làn xe họ lấy đi đó là họ xây cái mái hiên che mưa che nắng ngay cái trạm xe buýt đó. Đó thì cái làn đó là ngày xưa đó là làn của làn xe ô tô, mà bây giờ là chỉ dùng cho xe buýt. Đó thì mấy cái người mà làm việc công chức y tá, đồ văn phòng, đồ gì đó, cho cái ngành giáo dục, ngành y tế, đồ gì đó, người ta đi xe buýt nó rất là thuận tiện, với lại nó đỡ kẹt xe. Tại vì nếu mà trên xe buýt 40 người mà người ta không có dùng cái xe buýt 40 người đó mà người ta lái 40 cái chiếc xe, là các bạn cứ hình dung đi nó kẹt xe cỡ nào. Còn mà nói về tại sao ở bên châu Âu người ta ít có kẹt xe đồ này nọ, mà ở bên Mỹ đồ kẹt xe đồ nhiều, là giống như mình giải thích là mỗi một cái môi trường là nó có một cái ưu thế riêng, có một cái nhược điểm riêng. Không phải là ở bên nước Mỹ là người ta ưu tiên cho xe, mà là giống như mình vừa nói đó, là người ta sống nhờ cái nguồn thu từ xăng dầu. Thì khi mà cần cái nguồn thu xăng dầu là người ta phải cần có cái nhiều người tiêu thụ. Cũng như các bạn trồng lúa bán gạo thì các bạn cần rất là nhiều người mua gạo, rồi các bạn sản xuất ra cái máy cắt lúa, cái máy trồng lúa, cái máy này, cái máy kia. Các bạn hiểu mình nói không? Thì bên mấy cái tiểu bang mà người ta ưu tiên cho cơ sở hạ tầng cho xe cộ đó, thì nó do cái môi trường kinh tế ở đó người ta cần cái nguồn thu đó, chứ không phải là người ta không có muốn làm những cái thành phố để mà có nhiều đường đi bộ. Cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó đó. Thì ở bên châu Âu thì cái môi trường của người ta thì người ta làm những cái đường chạy xe đạp, những cái đường đi bộ thuận tiện. Đó là do cái môi trường, cũng như ở bên Boston của mình, thành phố Boston của mình, người ta không có tập trung vô đầu tư vô cho đường xá, cơ sở hạ tầng cho xe cộ. Mình nói là ở trong trung tâm thành phố nghe các bạn. Còn ở ngoại ô thì
chạy xe đồ, tất cả mọi người lái xe bình thường. Mình nói là trong trung tâm á, ý giống như là ở bên Việt Nam mà các bạn thấy ở Sài Gòn đó, là ở trong trung tâm như là quận nhất đồ, mấy cái chợ Bến Thành rồi đó, ý mình nói là như vậy đó, là người ta không có muốn xe cộ vô trong đó đông. Tại vì cái gì, cái kinh tế đem lại nhiều á, là người ta phải làm cho cái đó. Thì nó có khoa học, nó có logic thôi. Còn xe mà chạy vô ào mà cứ không có đi vô chợ Bến Thành mua cái này ăn cái kia, cứ ngồi trong xe chạy phá đám người ta, kinh tế người ta đâu có nguồn thu. Các bạn hiểu mình nói không? Đó. Ok, bỏ ra giải ít phút giải trí cho các bạn vào một buổi sáng thứ ba. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của các bạn. Hẹn các bạn lại clip kỳ sau. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày thật là nhiều vui vẻ.